Tôi thích ăn trái gì? Tôi thích ăn trái xoài. Tôi thích ăn trái xoài nhưng không thích ăn trái đu đủ. Bạn thích học gì? Tôi thích học thể dục. Bạn thích sao gì? Hàn Quốc. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 10 tuổi. Bạn thích chơi cái gì? Tôi thích bơi. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 10 tuổi. Khi nào là sinh nhật bạn? Ngày 24 tháng 6, 2011. Ngày 24 tháng 6, 2011. Tháng 6, 2011.